Nha, phát triển là một khu sở, chú bày tao kìa. Phát triển là một khu sở. Chú đoán là bà? Mấy ở trên trường là một khu sở đây phía, chú là bằng tạp kìa. Hà yếu mà? Hồ kàn yếu. Yếu bù xíu là hà, trường là một khu sở, chú kàn hà lì hà yếu.还有那么一点点。又掏出一块，还真让你说准了哈，断了。呵呵这是怎么回事呢？你可能是洗澡的时候耳朵进水了，没及时擦干呗。还有一点。这回彻底干净了，最后一块。这块不小啊。不小。再洗一下耳朵呗。洗一下。Thank you.